trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Chào mừng quý vị và giữa mạng truyền hình Lưu Sài Gòn TV theo dõi phần tin tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với VN và Đỗ Tú Khoa. Sau đây là các bản tin Hoa Kỳ. Các tướng lĩnh Hoa Kỳ ra điều trường trước Quốc hội về việc rút quân khỏi Afghanistan. Tướng Mark Milley giải thích về lý do thực hiện các cuộc gọi với người đồng cấp ở Trung Quốc vào thời cuối nhiệm kỳ Tổng thống Trump. 131 thẩm phán liên bang vi phạm nghĩa vụ đạo đức vì lợi ích tài chính cá nhân. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi các bản tin chi tiết, mở đầu với VN. Xin cảm ơn anh Khoa. Kính thưa quý vị, các tướng lĩnh hàng đầu của Hoa Kỳ hôm nay đã tuyên thệ trước khi với nói các nhà nhập pháp rằng họ đã khuyên Tổng thống Joe Biden giữ vai trò là binh sĩ ở Afghanistan, tuyên bố mâu thuẫn với tuyên bố của Tổng thống hồi tháng 8 rằng ông không nhận được bất cứ lời khuyên nào, yêu cầu ông không nên ra lệnh triệt thoái quân đội Hoa Kỳ khỏi Afghanistan. Tướng Kenneth Frank McKenzie, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, nói với các thành viên của Ủy ban Quốc phòng Thượng viện tại cuộc điều trần diễn ra vào hôm nay rằng hồi đầu năm nay ông đã đề nghị Tổng thống nên giữ 2.500 binh sĩ hiện diện tại Afghanistan. Ông cũng lưu ý rằng vào mùa thu năm 2020, dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump, ông đã khuyên giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ nên duy trì lực lượng gần như là gấp đôi quy mô hiện hữu, khoảng 4.500 binh sĩ ở Afghanistan. Lời tuyên bố trên cho thấy sự mâu thuẫn giữa các tướng lĩnh hàng đầu của quân đội với vị tổng tư lệnh, trong khi chính quyền Biden phải đối phó với sự chỉ trích gay gắt về cuộc triệt thoái hỗn loạn dẫn đến cái chết của 13 quân nhân Mỹ ở phi trường Kabul. Việc bỏ rơi công dân Hoa Kỳ và người Afghanistan gặp nguy hiểm ở đất nước bị chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên thì Mark McKenzie cho biết ông không trực tiếp chia sẻ ý kiến cá nhân với Tổng thống Joe Biden. Và tướng tư lệnh hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba điều trần tại Quốc hội nói rằng ông biết cựu Tổng thống Donald Trump không có kế hoạch tấn công Trung Quốc, nhưng mà nhiệm vụ của ông là trấn an người Trung Quốc về vấn đề đó thông qua các cuộc điện đàm đã làm cho một số nhà lập pháp phẫn nộ. Tướng Mark Milley, là chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã biện lý do là về đã thực hiện hai cuộc gọi với người đồng cấp Trung Quốc và giải thích rằng ông muốn trấn an dư luận Trung Quốc đang lo lắng về một cuộc tấn công của Hoa Kỳ có thể xảy ra. Theo tướng Milley thì ông trực tiếp làm nhiệm vụ xoa dịu sự căng thẳng khi mà kêu gọi phía Trung Quốc hãy giảm leo thang quân sự và xác định Hoa Kỳ sẽ không tấn công. Ông Milley cũng trở thành tâm điểm cho cuộc tranh cãi sau phúc trình nói là ông đã hai lần gọi điện thoại cho tướng Trung Quốc là Lee Jong-sang để mà bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ không đột ngột gây chiến hoặc tấn công Bắc Kinh. Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ chỉ trích ông Milley đã vượt thẩm quyền và kêu gọi Tổng thống Joe Biden hãy sa thải ông. Cựu Tổng thống Donald Trump từng gọi tướng Milley là kẻ phản quốc và nói rằng tướng Milley chưa bao giờ nói với ông về các cuộc điện đàm với người Trung Quốc. Và tướng Milley cho biết là các cuộc gọi được thực hiện vào ngày 30 tháng 10 và ngày 8 tháng Giêng có sự hiện diện của các thư ký quốc phòng, cho rằng tin tức liên lạc cần thiết giữa tư lệnh quân đội hai quốc gia rất quan trọng để ngăn chặn cuộc chiến tranh giữa các cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân. Và thưa quý vị, 131 thẩm phán liên bang thụ lý các vụ kiện của tòa án liên quan đến các công ty mà họ hoặc là các thành viên gia đình sở hữu cổ phiếu đã đưa ra phán quyết bảo vệ lợi ích tài chính của cá nhân. Cuộc điều tra của The Wall Street Journal cho thấy một số thẩm phán trên đã vi phạm pháp luật và đạo đức tư pháp của Hoa Kỳ khi mà thụ lý và xét xử 685 vụ kiện tại phiên tòa xung đột lợi ích
cá nhân. Có tới 2/3 phán quyết được đưa ra tại các phiên tòa trên đã mang lại lợi ích tài chính cho các thẩm phán. Cũng theo The Wall Street Journal, thì các vụ xét xử diễn ra vào từ năm 2010 đến năm 2020 và khoảng 2/3 số thẩm phán xét xử các vụ kiện đã tiết lộ chi tiết việc nắm giữ cổ phiếu của cá nhân. Khoảng 20% đã nghe là ít nhất là một trường hợp liên quan đến cổ phiếu của các công ty mà họ đang sở hữu. Sau khi The Wall Street Journal đã lưu ý các thẩm phán về chi tiết cuộc điều tra trong tổng cộng 329 vụ kiện tại tòa, thì 56 thẩm phán báo động cho các bên liên quan. Các thẩm phán đã giải thích với The Wall Street Journal rằng họ không tránh được sự cám dỗ trước khi mà sự xung đột lợi ích tài chính trong trường hợp không yêu cầu miễn trừ pháp lý. Luật pháp hiện hành không cấm các thẩm phán sở hữu chứng khoán, nhưng mà nghĩa vụ đạo đức buộc họ phải từ bỏ lợi ích tài chính cá nhân dù không đáng kể. Văn phòng hành chính của hệ thống tòa án Hoa Kỳ cho biết đang trân trọng xem xét vấn đề trên. Và thượng nghị sĩ Elizabeth Warren vào hôm thứ Ba để chỉ trích chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang FED là Jerome Powell đã làm suy yếu hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ và cam kết sẽ phản đối việc tái đề cử ông. Nhà lập pháp của đảng Dân Chủ Massachusetts tại Thượng viện Elizabeth Warren vào ngày hôm nay tuyên bố tại phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện rằng ông Fed Powell đã hủy bỏ nhiều quy định chiến lược để ngăn ngừa cuộc khủng hoảng tài chính của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ vì tình trạng bấp bênh, thiếu an toàn sau lần sụp đổ thị trường chứng khoán của Wall Street vào năm 2008 và 2009. Theo bà thì Fed đã không kiểm soát để hạn chế hoạt động của các ngân hàng lớn, làm tăng mối đe dọa tính bền vững của hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Ông Powell là chủ tịch của ngân hàng Hoa Kỳ Fed từ năm 2018 và nhiệm kỳ của ông sẽ hết hạn vào tháng 2 tới đây. Wall Street đang mong là Tổng thống Joe Biden sẽ tái đề cử ông Powell, mặc dù là bà Warren và các thượng nghị sĩ theo chủ nghĩa tự do phản đối kịch liệt. Randall Quarles là phó chủ tịch của Fed đang phụ trách việc giám sát sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 10 và người phụ tá của thống đốc Leo Brunet có triển vọng vào thay thế cho ông Powell. Thượng nghị sĩ Robert Menendez của đảng Dân Chủ tại New Jersey đã chỉ trích ông Powell thậm tệ tại phiên điều trần về chính sách thiếu đa dạng tại ngân hàng trung ương. Còn Tổng thống Joe Biden đang bị áp lực phải đề cử một loạt các ứng cử viên đa dạng cho các vị trí còn trống của Fed. Và 3 trong số 5 người đã bị thương trong một vụ nổ nhà máy hóa chất Westlake vào đêm ngày hôm qua đã rời bệnh viện sau khi được điều trị. Trong số này có Derek Senegal là thành viên của lực lượng cảnh sát từ bang Louisiana. Derek Senegal cho biết 5 nhân viên hợp đồng làm việc luân phiên tại đây đã bị thương vì vụ nổ đã được đưa đến bệnh viện điều trị. 2 trong số họ được chuyển đến các bệnh viện ở Hammond và Lafayette và chưa có phúc trình nói có người chết vì tai nạn trên. Joe Andamport đã là phát ngôn viên của công ty Westlake cho biết vụ nổ xảy ra tại tổ hợp dầu khí 2 của Westlake Chemical, tọa lạc tại số 108 đường 108 thưa quý vị, khoảng 11 giờ đêm. Thì theo Senegal, tổ hợp này đang sản xuất ethylene vào lúc xảy ra tai nạn. Cuộc điều tra nguyên nhân xảy ra vụ nổ vẫn đang được tiến hành. Và mỗi một cử tri California đã ghi danh sẽ nhận được một lá phiếu gửi qua đường bưu điện cho họ trong các cuộc bầu cử trong tương lai, theo một dự luật do thống đốc Gavin Newsom ký vào hôm thứ Hai vừa qua. Luật này thực hiện một sự thay đổi vĩnh viễn được thông qua trong cuộc bầu cử xảy ra vào năm đại dịch 2020 và cuộc bầu cử bãi nhiệm gần đây đối với ông Newsom. California cùng với các tiểu bang như là Utah, Colorado, Washington và Oregon sẽ gửi phiếu bằng thư cho tất cả các cử tri. Theo luật mới, các lá phiếu California phải được gửi đi ít nhất là 29 ngày trước bầu cử và các cử tri vẫn có quyền lựa chọn bỏ phiếu bầu của họ bằng thư hoặc bỏ phiếu trực tiếp. Trước đại dịch thì nhiều người dân California đã bỏ phiếu qua thư và cũng trong ngày thứ Hai, ông Newsom đã ký để thực hiện dự luật nới lỏng các quy tắc xung quanh chữ ký trên lá phiếu, giúp cho các quan chức có nhiều thời gian hơn để chấp nhận các lá phiếu nếu chữ ký không khớp hoàn toàn với những gì trong hồ sơ. Để từ chối một chữ ký trên lá phiếu, hai quan chức bầu cử khác phải xác định xem chữ ký đó có khác với chữ ký ở trong hồ sơ đăng ký của người đó theo những cách rõ ràng hay không.
Hôm thứ Hai thì các luật sư cho biết hàng ngàn gia đình bị ốm và buộc phải rời khỏi nhà của họ ở Los Angeles sau vụ rò rỉ khí đốt tự nhiên lớn nhất của quốc gia này đã được khoản bồi thường là lên tới 1.8 tỷ với một công ty khí đốt. Thỏa thuận dàn xếp với công ty khí đốt Nam California và công ty mẹ là Sam Brea Energy sẽ bồi thường cho 35.000 nguyên đơn từ vụ nổ năm 2015. Vụ nổ ở Alexo Canyon đã dẫn đến một sự giải phóng khí metan lớn nhất được biết đến trong lịch sử Hoa Kỳ, được cho là nguyên nhân gây bệnh đau đầu và buồn nôn, chảy máu mũi cho hàng ngàn cư dân. Những người rời khỏi nhà gần San Fernando Valley đã thoát khỏi mùi hôi thối. SoCalGas đã chi hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho vụ nổ và phải đối mặt với hơn 385 vụ kiện. Các nguyên đơn cáo buộc họ đã bị thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản sau khi một giếng lưu trữ khí đốt tự nhiên đã bị hỏng và thải ra môi trường gần 100.000 tấn khí metan và các chất khí một cách không kiểm soát trong 118 ngày, thưa quý vị. Và một người đàn ông vào hôm thứ Hai đã bị buộc tội giết 3 người ở khu vực phía đông của Los Angeles từ năm 2014 cho đến năm 2018, trong khi cha của anh ta bị buộc tội liên quan đến một trong những vụ giết người. Anthony Velasquez, 31 tuổi, bị buộc 3 tội danh giết người cùng với cáo buộc rằng anh ta đã sử dụng súng để giết chết Jesus Antonio Velasquez vào ngày 11 tháng 2 của năm 2014 và giết Eduardo Robles vào ngày 6 tháng 7 của năm 2015 và giết chết Amanda Nicole Lopez vào ngày 22 tháng 4 của năm 2018. Cha của Anthony là Manuel Velasquez, 51 tuổi, bị buộc tội giết người, hai tội phủ giết người và giúp con trai tránh bị bắt. Anthony bị bắt giam với số tiền bảo lãnh là 6 triệu Mỹ Kim, trong khi tiền bảo lãnh của người cha được ấn định là 2 triệu Mỹ Kim. Hai cha con nhà Velasquez đã bị lực lượng đặc nhiệm SWAT của Sở Cảnh sát quận Los Angeles bắt tại nhà vào sáng sớm thứ Năm tuần trước. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức buổi chiều của Little Sài Gòn TV cùng với Vy Anh và Đỗ Tân Khoa trong ngày hôm nay. Kính mời quý vị tiếp tục giữ màn ảnh của Little Sài Gòn TV sang một số các thông tin thương mại của đài thì Đỗ Tân Khoa sẽ trở lại để mời quý vị cùng theo dõi buổi phỏng vấn đặc biệt cùng với thị trường của thành phố Fountain Valley và một chương trình gọi là Walk for Vietnam, đi bộ cho Việt Nam sẽ được diễn ra tại Marshall Park vào cuối tuần này. Kính mời quý vị nhớ đón theo dõi.